Đầu tiên, thay mặt ekip của Chuyện Tổng Hợp xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người hâm mộ của kênh nói riêng cũng như của One Piece nói chung. Bước vào năm mới quý mão, chúc anh em và gia đình mạnh khỏe, ăn khang thịnh vượng, câu tai đắc tai, câu xỉu đắc xỉu. Bài chia vào tay cây nào cũng là cây thắng, gặp nhiều may mắn và gặt hái tật nhiều thành công trong cuộc sống nha. Làm ăn cả năm cũng chỉ để chuẩn bị cho vài ngày Tết, năm nào cũng thế, cũng biết trước là sắp Tết rồi, nhưng năm nào cũng bị vội, luôn tự nhủ rằng sang năm chuẩn bị sớm hơn mà vẫn vội, chắc nhiều câu gì. Năm này cũng khác với mọi năm khi admin và contenter của kênh bước vào cuộc sống mới. Thay vì về nhà với bố mẹ, thì nay phải sắm sửa cho gia đình nhỏ, rồi bên nội, bên ngoại Thành ra những ngày giáp Tết, trợ tổng hợp phải cố gắng lắm mới lên được video phục vụ anh em. Chưa kể tới vụ bảo nhau chuẩn bị sẵn vài video để đăng xuyên Tết, nhưng rồi không ông nào làm được. Đúng là sang năm mão có khác, họ nhà mèo đang lên ngôi. Những mèo này hơi to nên người ta gọi nó là báo. Tôi báo quá anh em ạ, à. tiền này lại khiến sư phụ thất vọng rồi. Tuy nhiên, thế vẫn chưa là gì so với báo thủ trong One Piece, kẻ đang bị đem ra làm meme me cho người ta đùa giỡn. Gần đây, cặp đôi Lukaku đang thì nhau tấu hay, nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tan khi Stussy lột tấm mắt nạ được Kaku vào cơn mê. Số phận của Roruxy rồi sẽ đi về đâu đây? Thì ngay bây giờ, anh em hãy cùng đến với những diễn biến mới nhất của One Piece của video đầu tiên trong năm quý mão. Tên của chương 173 là Miss Buckingham Stussy. Đây chính là tên của người phụ nữ được nhắc tới trong chapter 1072 trước đó, cũng là mẹ của Edward kỳ Buckingham Stussy từng ở trong băng hải tạc Rose cùng với dâu trắng do một câu duyên nào đó mà VK băng đã lấy được gen của bà ta rồi nhân bản thành công Stussy trong đội CP0. Đây là người nhân bản vô tính đầu tiên được nhóm Mass cho ra đời. Ở chapter tâm 2013 mới nhất này, bản gốc của Stussy cũng xuất hiện. Chắc chắn Mrs. Burking sẽ mang tới thêm những thông tin hấp dẫn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính để xem chapter tâm 2013 này có gì nhá. Trong mừng nghìn bảy ba bắt đầu bằng cách tiếp nối cảnh ở cuối trong mừng nghìn bảy hai trước đó. Sau khi thấy ca cư bị hạ gục, thì Rodoxi đã nhắm Stuxi là mục tiêu tiếp theo cần trừ khử. Cô ta cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa, nên hai bên lập tức xảy ra giao tranh. Rodoxi tấn công Stuxi trước, nhưng hắn đánh trượt, vì đó thực ra chỉ là một ảo ảnh. Hóa ra cô ta sử dụng một biến thể của kỹ thuật trì họa, được gọi là dư thể. Hiểu nôm na thì Stuxi đã ngưng tụ khí cầu mình trong khoảnh khắc, tốc độ của cô ta nhanh đến nỗi Rodoxi không thể theo kịp dù hắn cũng rất nhanh cho nên thứ mà Rossi đánh trúng chỉ là dư ảnh còn sót lại. Trong khi đánh lạc cường Luxi bằng ảo ảnh, Stussy sử dụng một thỏi son có gắn hải lâu thạch bên trong để làm Luxi yếu đi. Đây là vũ khí bí mật mà việc Pang bằng đặc chế riêng cho Stussy. Cô ta rút thỏi son từ trong túi sách ra, vặn vài phát thì hải lâu thạch trồi lên, rồi dùng nó chạm vào người Rossi giống như Spoker sử dụng cây gậy có hắn hải lâu thạch ở đầu khi tấn công người ăn trái quỷ. Bị đánh bất ngờ cho dù có mạnh cỡ nào thì Rossi cũng lập tức mềm nhũn. Sau đó Stussy cắn Luxi và hắn ngủ thiếp đi như ca cư. Kẻ được xem là rắc rối lớn nhất hiện nay đã bị loại bỏ và bằng mũi rơm và VK chỉ cần thu hồi lại Seraphim là có thể ra khơi. Không nằm ngoài dự đoán của mình ở bài phân tích cho tờ 1072, trường này tiết lộ người bí ẩn mà VK nhờ cậy trước đó là Stussy. Ông rất quý trọng Stussy dù cô chỉ là một người nhân bản. Vì thế, VK không có ý định để Stussy trở thành thành viên của tổ chức CP0. Tuy nhiên, chính quyền thế giới đã ép buộc Stussy làm việc cho chúng, bởi chúng rất thích những người không truy được nguồn gốc để làm gián điệp, nên mới làm ăn với Carmen và mua bán trẻ mồ côi. Đây cũng là nguyên do Stussy sẵn sàng phản bội lại CP0, bằng một dâm vô tình kết nạp thêm được một đồng minh đáng tin cậy. Tuy nhiên, Stussy không thể ghi đè mệnh lệnh ngăn chặn Seraphim của Roxy vì cô ta ở cùng cấp độ với hắn trong hệ thống phân cấp quyền lực tức là khi kẻ ở cùng cấp độ với mình bị đánh bại, Seraphim vẫn tiếp tục thực thi mệnh lệnh được giao trước đó, khác với việc Sentomaru bị hạ. Tại khái thì kẻ có quyền cao hơn mất ý thức thì cấp dưới hoặc cao hơn nữa mới ghi đè một mệnh lệnh khác được, còn cùng cấp độ thì không, khá là ảo ma Lazada. Vì thế nên cần các bản sao của VK Bank tới để kiểm soát lại 4 Seraphim, đúng lúc này thì Lilith và Edison chạy ra khỏi phòng thiên cứu. Do Rorussi đã hạ lệnh cho chúng giết các VK Bank nên S-Hawk lên tuốt kiếm chấm Lilith tốc độ xuất chiêu của nó quá nhanh nên Lilith gặp nguy trước cả khi cố kịp ra lệnh dừng lại. Thật may, Zoro đã ngăn chặn được S-Hawk nên Lilith mới có thể toàn mạng. Red tiết lộ rằng trong chapter 1073, Zoro sẽ chiến đấu chống lại bản sao của sư phụ mình trong một vài khung tranh. Nhưng anh không tung ra đòn tấn công nào mới, chỉ có một cuộc va chạm lớn giữa hai kiếm sĩ. Seraph Mihawk bị sốc trước sức mạnh của Zoro, thế mới thấy vua địa ngục giờ đang ở tầm cỡ nào. Có lẽ anh chẳng xoán gì Shiryu, Vista hay Fujitora về kiếm thuật cả. Zoro tầm này chưa biết thế nào kể cả đô đốc. Còn Eschak thì bơi đến tấn công Edison khi ông ta định ra lệnh dừng lại, nhưng Sanji đã cứu Edison thoát chết trong gang tức. Sau đó Edison đã ghi đèn một mệnh lệnh khác và tất cả sẽ phim dừng lại do phân quyền của Edison cao hơn CP0. Mọi thứ coi như đã được giải quyết, giờ chỉ chờ về và này nói chuyện riêng xong là có thể ra khơi. Lúc này thì trong phòng nghiên cứu, Luffy và Chopper đang chạy khắp nơi tìm về cặp thật vì ông ấy và Bonney đột nhiên biến mất khi mọi người chuẩn bị lên đường. Cơ mà khả năng định vị của Lù hơn được mỗi sổ, thành ra tìm mãi mà chẳng thấy về cặp đâu cả. Cho tôi 1013 hoàn toàn không đề cập gì đến với Capang và Bonney. Xem ra, Oda muốn cho họ chút thời gian và không gian riêng. Phần ký ức mà cứ mà đẩy ra chắc chắn có tác động rất lớn tới Bonney. Không tự dùng về Capang gọi đó là nỗi đau. Theo mình, đoạn ký ức này sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin giá trị nhưng Kuma đã từng đẩy nỗi đau của Luffy ra và Zoro nhận lấy nó. Nhưng sau đó thì sao? Luffy hoàn toàn quên mất đi cơn đau hay mệt mỏi khi cậu tỉnh lại. Vậy trong trường hợp đó là ký ức thì sẽ như thế nào đây? Khi ký ức bị đẩy ra khỏi cơ thể thì người bị đẩy có còn nhớ về nó hay không? Và người nhận lấy ký ức đó sẽ như thế nào? Theo suy đoán của mình, người bị đẩy ký ức ra khỏi não bộ sẽ quên sạch đoạn quá khứ đó như Luffy không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Còn người nhận sẽ thấy hết phần ký ức đó giống như đang xem phim và nó trở thành một phần ký ức của bản thân giống Zoro lãnh chọn thương tích mà Luffy phải nhận. Nếu tình hình hiện tại Bonnet chạm vào thì liệu có ổn hay không? Phần ký ức của Kuma sẽ bị sử dụng và Bonnet cũng sẽ mang trong mình ký ức của cha cô ấy. Nếu đống ký ức đó là chìa khóa để Kuma lấy lại nhân tính thì chẳng phải đây là nước đi sai lầm hay sao? Cho nên theo mình, nếu đó đúng là ký ức của cư ma và cũng là cách duy nhất giúp ông lấy lại nhân tính, thì băng chỉ việc nói như vậy với Bonnei để ngăn cô chạm vào, chứ không cần thiết phải nói dối rằng đó là nỗi đau. Và nên, thứ đó chưa chắc đã là ký ức của cư ma, mà có thể lại là của người khác, cụ thể hơn chính là Bonnei. Bonnei là một nhân vật rất bí ẩn, và giờ khi mối quan hệ giữa cư ma và Bonnei hé mở, thì có vài thứ dần liên kết với nhau. Cơ ma là bạo chúa của vương quốc Sobet, còn bò này từng một lần cải trang thành kho vương hậu của vương quốc Sobet. Cơ ma mang danh là một tên bạo chúa, nhưng bọn luôn nói rằng cơ ma là một người hiền hoa, và chính xà cũng nói như vậy. Trong khi Diên Bê kể rằng vương quốc Sobet đã phế chất cơ ma, để rồi ông trở thành hải thạc, gia nhập quân cách mạng và rồi bị bắt và buộc phải trở thành thất vũ hải. Có thể nói, câu chuyện của cơ ma là điển hình của việc một người tốt bị oan và mang ác danh không thể rửa giả thuyết mà mình đọc được và thấy rất hợp lý của Mode Frankie là như thế này. Cứ ma và Bonney không phải cha con ruột, Bonney vốn là một nhân vật thuộc dòng dõi hoàng tộc của Sobet, cụ thể ở đây là có liên quan đến Corneille. Rồi một biến cố xảy ra tại vương quốc Sobet có thể là do Bonney gây nên, sau đó Cứ ma đã dùng năng lực của mình đẩy phần ký ức đó ra khỏi người Bonney. cô cũng vì biến cố đó mà dùng năng lực biến mình nhỏ lại. Khi đó, Bonney được cư mà bồng lên như chúng ta đã thấy trong hồi tưởng của cô. Khi đó, cả hai đều rất tả tơi, dự đoán đây có thể là thời điểm sau biến cố sau khi sự việc kết thúc cơ mà đứng ra nhận mọi trách nhiệm mang danh bạo chúa của vương quốc xó bét về việc ký ức của này được cất ở éch thì này đã nói có từng đến đây khi còn nhỏ có thể đó chính là thời điểm vkpang nghiên cứu về năng lực của cơ ma nên ông đã dẫn này đến đây để cất phần ký ức đi cuối cùng những thỏa thuận cũng như giao kèo giữa chính phủ thế giới và vkpang với cơ ma có thể chính là để bảo vệ bone thực tế là bone đã nhiều lần thoát khỏi chính phủ thế giới về cặp với quan hệ của mình cũng đã bảo vệ cho Bonnie sau khi Cư hoàn thành thỏa thuận cuối cùng và mất đi ý ký ức. Nhưng sau khi có quyết định trừ khử về cặp bằng, cũng hết giá trị với chính phủ thế giới, nên Rodopsi nói chúng sẽ xử luôn Bonnie nếu gặp cô ấy. Nói tóm lại, nếu phần ký ức kia thuộc về Bonnie thì có thể chương sau chúng ta sẽ biết thêm được về quá khứ của cả cô à lẫn Cư và có thể là cả những thông tin giữa Cư và chính phủ thế giới. Chuyển cảnh đến đảo Nhân Sư, quê hương dâu trắng. Có thông tin tiết lộ rằng Hải Cô đã đến đảo Nhân Sư khi mang cô ở qua Quốc. Chúng muốn lục soát tìm kiếm thứ gì đó do dâu trắng để lại. Nhưng Edward Goyvin đã đến và bảo vệ ngôi làng. Xem ra gã cốt đột này không xấu xa lắm. Tuy nhiên, Goyvin đã bị bắt bởi đô đốc Rio Kugyu. Phải nói là khá bất ngờ vì Aramaki thể hiện hơi bị a đuôi ở qua Quốc. Nhưng để bắt đầu Goyvin thì đúng là không hề đơn giản. Trở lại hiện tại, Mago cũng đang ngồi cùng Buckingham Stussy, nhân vật tâm điểm của Charter 1073. Bà ta yêu cầu Marco mang con trai của mình trở lại và giao lại cho bà ta toàn bộ tài sản mà dâu trắng để lại. Đúng là mụ tham của cải vật chất, nhưng tình cảm mà Buckingham Stussy dành cho dâu trắng là thật để mới bảo vệ quê hương dâu trắng. Mà cô nói rằng, tôi đánh giá cao việc bà đã cứu ngôi làng. Nhưng... Người nghi ngờ về nguồn gốc của con trai ta ư? Thế đi mà hỏi về các bạn ấy. Quả nhiên chỉ có VK Bang mới làm được chuyện này, cho tôi 1073 xác định giả thuyết hôm nọ của mình là đúng, anh em có thể xem lại nhé. Chuyển cảnh ra biển, con tàu của Kizaru đã ở gần hơn, Kizaru mang một số đồ ăn nhẹ vào đồ uống cho một ông già trên tàu. Trước đó, hải quân đã kiểm tra rất kỹ thực phẩm để tìm xem nó có vấn đề gì không. Kizaru nói chuyện với người đàn ông này cũng vô cùng lễ phép. Ngài đã từng gặp VK Bank chưa? Ừ, trước ta có gặp một lần, Té ra ông già bí ẩn đó là một thành viên của ngũ lão tinh, tên của lão tinh cũng được tiết lộ. Đây là một người có vết sẹo ở bên trái khuôn mặt và mái tóc màu xám. Tên của ông ta là đầu não tối cao của thế giới, ngũ lão tinh, thánh dây Garcia Satun. Ta rất tiếc vì mọi chuyện đã đến nước này. Ngũ lão tinh mà phải đến tận đây chưa? Mình cũng rất tiếc phải thông báo với anh em, đó là tuần sau không có trường mới. Vừa rồi là toàn bộ thông tin về Chapter 1073. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh truyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.